Trời ơi. Đâu? Tôi cũng đi chạy tiếp đi, đứng đây làm cái gì nữa? Ôi giời. Con lợn chạy nhanh thật đấy. Gì? Cứu. Có ai không cứu tôi với? Ai đấy? Này, à, ai đấy? Con ơi, cô là ai? À, tôi là người mà đã kêu mang anh đấy. À, mắt của cô. À, tôi đã không còn nhìn thấy được 3 năm rồi. Nhưng đây là ở đâu? Đây là nhà của tôi. Hôm qua anh đã bị truy đuổi rồi ngất xỉu ở nhà của tôi. Tôi đi về anh lại ôm lấy chân của tôi, một người không nhìn thấy gì. Anh biết không, tôi đã sợ phát khiếp đấy. Nên là một thân một mình, sau đấy tôi đã phải mang anh về nhà rồi băng bó lại vết thương cho anh. Tôi hỏi câu này có thể là hơi tế nhị. Cô trả lời cũng được hoặc không cũng được. Nhưng tôi thấy vết băng bó này trên tay tôi rất là tinh tế đấy. Người bình thường ấy làm còn khó, nói chi là... Đương nhiên rồi, anh phải tin tưởng vào tay nghề của một cô y tá lâu năm như tôi chứ. Cô từng làm y tá sao? Trước đây, cách đây 3 năm, khi mà mắt tôi còn đang nhìn thấy rõ mọi thứ. Mà rốt cuộc còn anh là ai? Tại sao anh lại bị bọn họ truy đuổi như vậy? Tôi... Chuyện này kể ra dài dòng lắm. Thôi được rồi, nếu mà không tiện nói thì anh cũng không cần phải nói ra. Thế bây giờ anh tính thế nào? Tuy là vết thương của anh không nhìn thấy, nhưng nó cũng khá là nghiêm trọng đấy. Cô này, cô có thể cho tôi ở đây một vài hôm được không? À... Thật sự, chuyện là mẹ tôi bị bệnh nặng, đám người đó truy đuổi là bởi vì họ muốn đòi nợ từ tôi. Tôi phải đi vay tiền để trả viện phí cho mẹ. Lãi mẹ để lãi con, tôi không đủ khả năng để xoay sở. Thế cho nên là họ ép tôi vào đường cùng như vậy đấy. Thôi được rồi, dù sao tôi thấy là anh đang bị thương, với cả hoàn cảnh cũng khó khăn nữa, nên là tạm thời tôi sẽ cho anh ở lại đây nhá. Tôi cảm ơn cô nhá. Alo, tôi nghe. Alo, chủ tịch, anh có sao không? Anh rốt cuộc đang ở đâu vậy? Chắc là thời gian sắp tới, tôi sẽ không về công ty nữa. Hiện tại, tôi đang muốn tìm ra kẻ đã ép tôi vào chơi đường cùng. Nhưng... Anh đừng lo cho tôi. Anh cứ lo việc ở công ty đi. Có gì tôi sẽ báo. Tôi sẽ quay về sớm thôi. Vâng, thưa chủ tịch. Được rồi. Cô có sao không? À,
Tôi không sao. Nhưng mà có cái gì ở trước mặt tôi thế? Vừa nãy tôi đi mua một ít đồ. Đáng lẽ ra tôi không nên vứt lung tung như vậy. Xin lỗi cô nhé. À, không sao đâu. Lần sau anh chỉ cần cẩn thận hơn một chút là được. Tại vì mắt của tôi không nhìn thấy đường, nên là mọi vật dụng ở trong nhà đều được sắp xếp theo một trình tự nhất định để mà tôi còn biết đường đi nữa. À, mà vừa nãy anh mua đồ gì thế? À, đúng rồi. Khi nãy tôi có đi mua một ít đồ, một số vật dụng ở trong gia đình nữa. Tôi cố tình ấy đặt những vật phẩm mà in nổi lên trên đấy để cho cô dễ nhận diện đấy. Anh không cần phải như thế đâu. Dù sao thì anh vẫn đang cần tiền để mà trả nợ nữa, nên là anh phải tiết kiệm đấy, anh có hiểu không? Không sao đâu, cô đừng lo. Tất cả những đồ này tôi mua ấy toàn là đồ rẻ thôi. Ăn ở nhờ ấy, đôi khi phải phụ một ít như thế này chứ. Đây, đây là cái để đốt trầm hương. Còn đây nữa, đây là một chiếc bình giữ nhiệt. Đây thì là sữa này. Còn đây, đó, giới thiệu với cô, đây là chiếc máy phun tinh dầu. Hôm trước cô bảo với tôi ấy, là cô hơi bị khó ngủ, thế cho nên là tôi đã mua cái máy này giúp cô dễ ngủ hơn đấy. Đây chính là nút bật của nó này. Mà này, hay là anh dẫn tôi đi một vòng, xong rồi tôi sẽ nhớ lại tất cả các thứ tự nhé. Ừ, được rồi. Đó, khu vực này chính là không gian bếp đấy. Còn phía trước mặt, đó chính là bàn ăn. Bên cạnh này sẽ là nơi để tủ thuốc. Còn đây sẽ là chỗ chúng ta hay ngồi, bàn uống nước. Anh ơi, anh thấy chưa? Tôi cảm thấy á, là tôi giỏi quá, tôi chẳng bị va vào đâu cả. Vui đến thế cơ à? Ừ. Tôi nói cho anh biết một bí mật nhá. Ngày trước ấy, tôi mà có đi lại trong nhà, kiểu gì là tôi cũng có bị ngã. Nếu mà không va vào bàn thì cũng là va vào ghế. Không á, thì tôi cũng tự va vào dép mình mà ngã thôi. Nhưng mà tôi cũng thấy may thật đấy. Từ khi mà anh xuất hiện là tôi thấy tôi có thể đi lại thoải mái tự nhiên hơn, cũng không bị làm sao cả. Thế thì cô phải cảm ơn tôi đi, bởi vì tôi chính là thiên thần đến đây để bảo vệ cô đấy. Mà thực ra này, mắt của cô ấy, cô nói là không phải là do bẩm sinh mà là do tai nạn. Rốt cuộc cô đã bị làm sao vậy? Cô sao thế? Tôi xin lỗi nhá. Tôi cứ nghĩ là chuyện này cô có thể chia sẻ được với tôi. Bởi vì biết đâu ấy, tôi lại giúp được cô, phải không? Nếu như cô không muốn nói ra thì không sao đâu. Thực ra là mọi chuyện diễn ra vào cái hôm định mệnh đấy. Ngày trước tôi là y tá phục vụ ở trong một bệnh viện. Và hôm đấy thì là tôi trực ca đêm, khoảng tầm 11-12 giờ khuya. Có một bệnh nhân bị bọn giang hồ xã hội đen đánh rồi phải nhập viện. Lúc đấy tôi là người trực tiếp nhận, nhưng mà ngoài bệnh nhân vào ra thì đám giang hồ đấy cũng đi vào theo. Trong bệnh viện khi đấy không có quá đông người, nên là bản thân của tôi phải một mình đứng ra để mà bảo vệ cho bệnh nhân. Và rồi hắn xô sát với cô và làm mắt cô thành ra thế này à? Vậy cô không nhận một phần tiền bồi thường nào
Từ hắn à? Có chứ. Họ có bồi thường cho tôi nên là tôi mới có thể trụ nổi đến ngày hôm nay. Anh ấy là chủ tịch của một công ty lớn. Công ty đấy là công ty FVM thì phải. Họ đã bồi thường cho tôi một số tiền lớn nên là tôi mới có thể trụ đến ngày hôm nay đấy. Công ty FVM? Sao vậy? Anh có quen bọn họ à? Sao giọng của anh lạ vậy? À, không. Không có. Một người đang chạy nợ như tôi làm sao mà quen được chủ tịch gì đó cơ chứ? Mà thôi, chúng ta vào bếp nấu cơm đi. À, đi thôi. Điều tra giúp cho tôi chuyện này. Cậu điều tra đến đâu rồi? Tất cả tài liệu đều nằm ở đây, thưa chủ tịch. Cô y tá năm đó đích thị là Tường San, người đã đỡ mũi dao cho anh. Còn đây, vụ việc mới nhất vừa mới xảy ra. Người chủ mưu đứng sau là tên Đức. Ngay từ thời điểm đầu ấy, tôi đã đoán là hắn rồi mà. Vậy bây giờ tôi phải làm gì, thưa chủ tịch? Một lần ấy thì còn có thể tha thứ, nhưng lần này thì hoàn toàn không thể nào chấp nhận được. Bằng mọi giá ấy, phải loại tên hắn ra khỏi thị trường kinh doanh. Việc bây giờ cậu cần làm ấy, triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, và đồng thời cậu liên lạc cho tất cả những bên nào còn đang hợp tác với công ty của Đức, bắt hắn phải rút lui ra khỏi mọi đường đi, chi bao nhiêu tiền cũng được, không cho hắn đường lui. Cậu nên nhớ này, tôi không muốn bất cứ một ai nghe thấy tên hắn ở trong thị trường kinh doanh này nữa. Hãy làm đi. Vâng, thưa chủ tịch. Dạ. Mọi thứ đã đều được chuẩn bị theo ý của chủ tịch rồi ạ. Xe đến đón và trang phục dành cho cô Tường San đã khởi hành được 30 phút. Ừ, tốt lắm. Tôi cảm ơn anh nhé. Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu. Mọi thứ ở đây, chủ tịch chỉ cần bảo tôi một câu, tôi có thể làm giúp anh mà. Tại sao anh lại... Cậu đấy, hèn gì mà cậu vẫn chưa có người yêu. Tôi hỏi cậu nhé, tất cả những thứ này đều là những thứ San thích. Giả dụ mà chính tay của tôi mua và tự tôi chuẩn bị nữa thì cô ấy sẽ còn thích hơn đấy. Alo. Cái gì? Sao lại... Alo. Chào chủ tịch. Lâu quá không nói chuyện cùng nhau rồi. Tôi tưởng anh bây giờ ấy, đang thất bại đến cái mức không còn sức để làm gì được nữa cơ mà. Vẫn còn sức gọi cho tôi à? Nặng. Này, mày nghĩ tao sẽ tức giận như vậy đúng không? Không bao giờ đâu. Đã đủ bản lĩnh gọi cho mày thì cũng đủ bản lĩnh để mày bị run sợ. San, mày! Mày thả cô ấy ra. Tao và mày giải quyết như hai thằng đàn ông đi. Đừng nói nhiều nữa. Đúng 30 phút. Tại ngôi nhà hoang ngoại ô. Đến một mình. Chủ tịch, giờ tính sao đây? Bây giờ tôi phải đi luôn. Tôi phải đến cứu San. Chủ tịch. Chủ tịch. Anh Bảo, đợi một tí nhá. Kiểu gì cũng sẽ có người đến đón mà nhá. Đợi tí. Mày thả cô ấy ra thằng hèn. Hèn à? Đúng rồi đấy.
vì tao hèn mà 5 lần 7 lượt mày cướp đi tất cả, làm tao biến mất khỏi thị trường. Giờ tao chẳng còn gì thôi, tao mất tất cả rồi đấy. Nếu như không phải vì mày sống nỗi, mày tham ô, mày tham nhũng, mày rửa tiền, mày làm giả giấy chứng từ, không gì là không có cả. Hạn như mày ấy, đáng lý ra ấy, phải bị như thế từ 3 năm trước rồi, chứ không phải ở đây sai lầm chồng chất sai lầm như bây giờ đâu. Giỏi, mày thì giỏi rồi. Ngày hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ. Sống không sống được, chết cũng chẳng chết được. Ok. Được, tao xin mày đấy. Mày thả San ra đi, cô ấy vô tội, cô ấy chịu đủ rồi. Mọi ân oán ngày hôm nay một mình tao trả hết. Sao? Sợ rồi à? Sợ cái gì? Tao xin mày đấy. Mày đã làm hại người vô tội một lần rồi, mày còn định để cho cô ấy mắc vào ân oán của mày đến bao giờ nữa? Cái gì cơ? Mày có nhớ cô y tá 3 năm trước không? Người đấy chính là San đấy. Không, không thể như vậy được. Đức, tao biết 3 năm trước đấy ít nhất là mày vẫn còn tình người. Mày đã ân hận sau khi mày lấy đi đôi mắt của người vô tội. Vậy thì bây giờ tao xin mày, hãy thả cô ấy ra đi. Tất cả mọi thứ chỉ một mình tao, một mình tao trả là đủ rồi. Được, dù gì người ta muốn kiếm ấy là mày, chứ không phải là nó. Tôi không thể nào mà để anh Long ở đây một mình đâu. San, nghe anh đi, rời khỏi đây đi. Nhất định anh sẽ quay trở về bên em. Không, tôi không thể nào mà để anh Long ở đây một mình đâu. Không, tôi không đi đâu hết. Đi đi. Cứu tôi, có ai không? Cứu tôi vô. Có gì đấy? Anh gì rồi? Gọi cảnh sát giúp tôi với. Ủa, nhưng mà như nào? Cô sao này? Ôi tôi chết rồi. Cô ê, có ai không? Chúc mừng cô. Anh là... Tôi là Dương, thư ký của Chủ tịch Long. Thế còn anh Long đâu? Anh ấy đã bảo là sau khi mà mắt tôi nhìn thấy, anh sẽ đến thăm tôi mà. Hay là mọi người trong phòng, ai lên tiếng đi, tôi có thể nhận ra được giọng của Long đấy. Tại sao không có ai nói gì thế? Anh ấy đang ở đâu rồi ạ? Mọi người nói đi, anh Long đâu ạ? Mọi người, ai đấy trả lời tôi đi mà. Cô nên nghỉ ngơi đi, đừng kích động. Mấy hôm nữa, tôi sẽ dẫn cô đến gặp chủ tịch. Tại sao lại không phải bây giờ chứ? Không đúng, từ hôm ở nhà hoang, tôi không còn gặp anh Long nữa. Anh ấy bảo là anh ấy đi công tác. Nhưng mà không thể nào mà đi công tác trong hoàn cảnh như vậy được. Có phải là cái nó giấu tôi chuyện gì đúng không? Các anh mau trả lời đi, làm ơn hãy cho tôi biết sự thật được không? Dù là chủ tịch đã dặn dò, nhưng tôi nghĩ là tôi vẫn nên để cô biết tình hình hiện tại của chủ tịch. Mời cô đi theo tôi. Tôi biết chắc chuyện này sẽ không giấu được cô. Anh nói đi ạ. Đôi mắt của chủ tịch Long đang nằm trên cơ thể của cô đấy. Anh vừa nói cái gì cơ? Không, không thể nào mà như thế được. Đây hoàn toàn là không thể. Hôm đó, sau khi cô rời đi, chủ tịch bị chúng đánh đến mức... Anh nói tiếp đi ạ. Sau đó, may mà cô đã nhờ người báo án. Tuy nhiên, một vài dây thần kinh trong não bộ của chủ tịch đã bị tổn thương. Không biết phép màu đã xảy ra như thế nào, bác sĩ lại chẩn đoán đôi mắt của chủ tịch không còn phù hợp, mà lại vừa khít với đôi mắt của cô. Vậy nên chủ tịch đã quyết định hy sinh đôi mắt của mình
dành cho cô đấy. Ai đây? Giọng nói này đúng là anh Long rồi. Sao? Sao em lại ở đây? Tại sao? Tại sao anh lại làm như thế cơ chứ? Anh đâu cần phải làm như vậy đâu. Em biết tất cả rồi sao? Em biết, nhưng mà anh cũng đâu cần phải tự trách bản thân mình như thế. Tử San, em hãy nín đi. Bây giờ anh không thể đi lại để lau nước mắt cho em được nữa. Em có nhớ việc đã xảy ra 3 năm trước? Em không nhớ, em không cần phải nhớ. Cho dù em có nhớ hay là không ý, thì anh cũng không cần phải tự trách bản thân mình như thế. Việc đấy nó không còn quan trọng nữa, anh hiểu không? Có đấy. Chính anh là người đã gián tiếp lấy đi đôi mắt của em. Và bây giờ anh sẽ đền bù lại cho em. Nhưng mà thực ra làm bạn của anh nhé. Em ấy là đôi mắt chiếu sáng con đường dài phía trước cho anh nhé.